Hi everyone, it's nice to see you here again. Today, I'm going to give you some more pieces of information in communication lessons. Now, as you know, last week, we discussed about grammar, will for future predictions, and possessive pronouns. So today, we're discussing traveling in the future and talking to give some facts and options. Now, just a few words that you need to know in the lesson. First, we have metro. Metro. Đầu tiên chúng ta sẽ có một cái danh từ, một phương tiện đó là tàu điện ngầm. Thì các bạn có thể thấy đây chính là phương tiện mà người ta gọi là tàu điện ngầm. Đây cũng chính gọi là chính là đường sắt đô thị ở Việt Nam. Đây là một hệ thống khá là lớn được sử dụng để mà vận chuyển những hành khách trong một khu vực đô thị nào đó. Và thường thì nhìn xe điện ngầm này sẽ được di chuyển ở trên đường sắt và những cái tuyến đi này thì thường nó sẽ nằm ở dưới lòng đất như thế này hoặc là được treo trên cao bằng một cái hệ thống cầu cạn nào đó. Đây chính là hình ảnh của SkyTrain nằm ở trên cao như thế này, đúng không nào? Sky trên bầu trời, đúng là train là tàu lửa. Nối lại ta có SkyTrain, tức là một cái tàu ở trên không trong thành phố. Và cuối cùng sẽ là một cái tính từ dùng để miêu tả về cái tình trạng tắc nghẽn giao thông ở thành phố. Các em có thể thấy là gì? Không thể nào mà di chuyển được, phương tiện rất là nhiều ở trên đường. Ta có gridlocked. Các em lưu ý âm nhấn của chúng ta sẽ rơi vào âm đầu tiên, gridlocked. Và âm ed này chúng ta đã học rồi đúng không nào? Ở đây âm cuối của nó là lock, âm k, âm k. Như vậy thì ed sẽ được phát âm thành âm t. Locked, locked, gridlocked. Bây giờ cô và các em sẽ cùng nhau đến với hoạt động trên iCBooks nhé. Vacation. 1. What problems with transport do you have? With a partner, discuss and make a list. Khi mà các em tham gia giao thông á, thì sẽ có một số những cái vấn đề nào mà các em gặp phải với cái phương tiện đó. Các em có thể tham khảo này hoặc là bàn luận cùng với người bạn của mình để đưa ra những cái đáp án, những cái danh sách về cái vấn đề mà các em gặp phải nhé. Đây là một cái ví dụ mà các em phải tham khảo nè. I had one bad experience of riding my bike to school late. It took me an hour to get to school because of the traffic jam. Tôi đã có một cái trải nghiệm cực kỳ là khủng khiếp, tồi tệ về cái việc là đạp xe đi học trễ. Nó tốn đến một tiếng đồng hồ để đi học bởi vì là tắc nghẽn giao thông. Không có gì tồi tệ bằng cái việc mà tham gia giao thông nhưng gặp phải cái chuyện là tắc đường, rất là khó chịu đúng không nào? 2. Now read this case study, an article about transport problems in Wonderland. Underline all the problems you can find. Bên dưới sẽ là một cái nghiên cứu cụ thể về một trường hợp nào đó. Thì các em sẽ cùng với cô đọc về hai bài báo này để xem thử nó có cái nội dung gì. Và mình sẽ gạch chân ra những cái vấn đề mà người ta đề cập ở trong bài. Wonderland là cái thành phố lớn nhất của hành tinh mà không có một cái hệ thống điện ngầm nào, xe điện ngầm nào hoặc là cái tàu trên không nào. Thành phố này với khoảng 26 triệu người dân thì đang ngày càng đông đúc hơn. Mỗi ngày thì có khoảng 1.000 những cái xe ô tô mới tham gia giao thông. Thành phố này thì đang đối mặt với những cái vấn đề ô nhiễm cực kỳ nghiêm trọng. Ngày càng có ít xe buýt hơn trước đây và có khoảng 10 triệu xe di chuyển ở trên đường đó ở cái vùng Wonderland này mỗi ngày. Và người dân nói gì? Yes, that bicycle is mine. Cái xe đạp đó chính là của tôi. Tôi đã từng lái xe đi làm nhưng mà nó mất đến 2 tiếng đồng hồ. Bây giờ thì tôi đã đạp xe đi làm. Cái giao thông ở trên đường thì cực kỳ tồi tệ. Như vậy thì cái việc đạp xe thì nó trở nên nhanh hơn rất là nhiều. Nhưng cái việc ô nhiễm thì rất là tệ khi mà có rất là nhiều xe tham gia giao thông bởi vì khói bụi đó. Và tôi không biết rằng là tôi sẽ làm gì trong tương lai. Như vậy thì có một số những cái vấn đề mà có được đề cập ở trong bài. Đó là gì nhỉ? The planet's biggest city without a metro system and SkyTrain. Nó không hề có một cái hệ thống tàu điện ngầm hoặc là tàu trên không nào cả. More and more gridlocked. Ngày càng đông đúc hơn, chật chội hơn này.
ngay cả mỗi ngày thì có 1.000 xe tham gia giao thông, cũng những cái vấn đề về ô nhiễm rất là nghiêm trọng, có rất là ít, hầu như là không có xe buýt luôn này. Khoảng 10 triệu xe tham gia giao thông mỗi ngày, và bên dưới thì người dân đã từng lái xe đi làm nhưng mà mất đến 2 tiếng đồng hồ đó. Và cái vấn đề cuối cùng đó là ô nhiễm thì ngày càng tệ hơn do cái việc sử dụng xe rất là nhiều, xe ô tô này. 3. In groups, think of the future means of transport that will help people in Wonderland. Brainstorm your ideas below. Trong bài tập số 3 này thì chúng ta sẽ chọn ra một cái phương tiện nào đó trong tương lai mà có thể giúp cho những cái người dân ở Wonderland này một số cái vấn đề nào đó. Thì bên dưới này sẽ là một số gợi ý mà các em có thể tham khảo này. Means of transport, cái phương tiện nào. Một số khía cạnh mà chúng ta có thể khai thác đó là what kind of energy will it use? Cái phương tiện đó nó sẽ sử dụng cái năng lượng nào? How many people can it transport? Cái phương tiện đó thì có thể chở được bao nhiêu người? Where can people use it? Mọi người có thể sử dụng nó ở đâu này? What technology will it use? Cái công nghệ nào, công nghệ tiên tiến nào mà nó sẽ sử dụng? Hoặc là what will it look like? Nó sẽ trông như thế nào? Ở đây sẽ là một cái ví dụ mà các em có thể tham khảo này. Chúng ta sẽ thiết kế nên một cái sky car, tức là một cái có thể tạm hiểu như là cái xe ô tô mà di chuyển ở trên trời đó. Nó sẽ sử dụng hơi khí để mà di chuyển này, tốc độ lên đến 200 km/h, và nó sẽ trông như một cái chiếc máy bay nhỏ thôi, và nó có thể được trang bị với những cái công nghệ tiên tiến. Nó có thể cho chúng ta biết là chúng ta có đang di chuyển một cách an toàn trên đường hay không. Mọi người có thể sử dụng cái xe này ở trên đường này, nó vẫn di chuyển trên đường ha. Và thậm chí rằng khi mà con đường nó bị đông đúc, bị chật chội đó, thì cái xe này nó có thể bay ở trên không. Đặc biệt là nó có thể chở được đến hơn 10 người. Xe này cũng khá là hiện đại ha. 4. Present your solutions to the class. As you listen to other groups, write your comments in the table below. Hoạt động số 4 này thì chúng ta sẽ trình bày một số những cái giải pháp với trước lớp, và khi mà các em có thể nghe ở đây một cái audio và chúng ta có thể điền vào những cái thông tin người ta đề cập ở trong bảng. We will design a sky car. It will use gas to run, speeding up 200 km/h. It will look like a small plane and we will be equipped with modern technology. It lets us know how safely we are driving on the roads. People can use this car on the street. Even when the street is gridlocked, this car can fly in the air. Especially, it can carry more than 10 people. Chứ vậy thì ở đây các em có thể thấy là cái thông tin mà người ta có đề cập ở trong bài nói là gì? Group name, ai, nhóm nào, tên gì đã làm ra cái bài đó. Chúng ta có thể điền vào computer, như nào? Nhóm tên là computer. Cái ý tưởng thì có hay không? Interesting idea, có hay không? Yeah, it's interesting idea, và người ta cho 5 điểm này. Does it solve the problem? Nó có cái xe đó thì nó có giải quyết được những cái vấn đề hay không? Can answer the problem, nó có thể solve, can solve the problem, nó có thể giải quyết được những vấn đề đưa ra, tắc đường này, cũng là khói bụi ô nhiễm. Favorite part, cái phần yêu thích nhất, thú vị nhất trong cái bài nói đó là sky car can run and fly, xe đó không những có thể di chuyển ở trên đường mà cũng có thể là bay được. Trong tiết học ngày hôm nay, cô và các em đã cùng nhau thảo luận thật nhiều những câu hỏi, những vấn đề liên quan đến chủ đề của chúng ta, đúng không nào? Traveling in the future. Cô khuyên các em về nhà hãy luyện tập thật là nhiều cùng với người bạn của mình hoặc là một người nào đó lớn tuổi hơn mình để có thể phát triển được về kỹ năng speaking. Và những kiến thức mới có trong phần skill 1, các em hãy nhớ chuẩn bị trước nhé. Hy vọng rằng bài học ngày hôm nay sẽ hữu ích với các em. Chào các em.